Có lẽ sau sự thành công vang dội từ Ryuki mà họ lại một lần nữa tái thiết lập lại sử dụng những lá bài để cho Rider chuyển hóa. Và lần này là bộ bài Tây, một thứ không thể nào tạo cảm hứng hơn với những cover đại diện cho những quân bài bích chuồng Roker. Rider chính của chúng ta, Kenzaki, là người sẽ chuyển hóa thành cơ Black với vũ khí giống như tên gọi của mình, một thanh gươm, một lưỡi kiếm. Biểu tượng đặc trưng của anh là con ách bích. Sự kiện 10.000 năm trước khi diễn ra Color Play, một trận đại chiến mang tên Battle Royale giữa 53 Undead. May mắn là thủy tổ của loài người đã chiến thắng, giành quyền thống trị hoàn toàn trái đất. Với tên gọi Human Undead đã giúp loài người cai trị toàn bộ thế giới tới thời điểm hiện tại. Sau một thời gian bình yên, con người đã khai quật những khảo cổ, tìm ra được phong ấn Undead. Chúng đã được giải thoát khỏi phong ấn. Những Undead một lần nữa tái sinh và sẽ tiêu diệt loài người để nhằm tạo ra Battle Royale xem kẻ chiến thắng sẽ là ai. Một tổ chức được thành lập là Bor với những công nghệ riêng của họ mang tên Grinder System nhận nhiệm vụ phong ấn lại tất cả những Undead. Người được tuyển chọn trở thành Cover Play, nhân vật chính của phim là Kenzaki Kazuma, sở hữu sức mạnh của ách bích với vai trò là một trong bốn Rider đại diện cho bốn biểu tượng của những lá bài. Trận chiến của anh sẽ diễn ra như thế nào? Và liệu anh có phong ấn được toàn bộ tất cả những Undead thuộc bộ bài của mình và hỗ trợ những người khác ra sao? Sức mạnh tối thượng gì khi anh phong ấn toàn bộ những lá bài thuộc quân bích do mình sở hữu? Tạo hình của Blade là sự kết hợp giữa một chiến binh với quân bài bích trên driver cũng như phần ngực của mình và kết hợp cùng với đó là bộ cánh cứng. Vũ khí đặc trưng của anh là một thanh gươm có khả năng xòe ra tất cả những lá bài đang sở hữu và cũng chính thanh gươm này sẽ là dụng cụ để chặt những lá bài để kích hoạt khả năng của chúng. Những lá bài của anh đến từ Undead mà anh thu phục được liên quan tới quân bích. Không giống như Ryuki sẽ có sẵn tất cả những card deck, Play bắt buộc phải thu thập chúng. Ngoài khả năng sử dụng từng lá đơn lẻ, anh còn khả năng kết hợp chúng lại với nhau. Và đòn đặc trưng nhất chính là Rider Kick của anh. Rider Kick của Play sẽ tập hợp 3 lá bài là Kick, Thunder và Smart, giúp anh gia tăng tốc độ, bao phủ bàn chân của mình bằng sấm sét và nhảy thật cao đá đòn Rider Kick của người kẻ thù. Khi ra đòn Rider Kick sẽ cắm thanh gươm mình xuống đất, hấp thụ sức mạnh của cả ba lá bài, tổng hợp chúng và ra đòn Rider Kick cực mạnh bằng sức mạnh của cả bài.